Mới đây tại Hà Nội, hệ thống đào tạo ngoại ngữ 3-trong-1 dành cho trẻ thực hiện nhiều chính sách ưu đãi nhằm phát triển bền vững ngôn ngữ Anh cho trẻ Hà Thành. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, hệ thống đào tạo IXL Learning đã chuyển đổi thương hiệu sang hệ thống đào tạo iGEM Learning và đã chính thức hoàn thiện cơ sở 2 tại tòa nhà VP2, bán đảo Linh Đàm. Đây được coi như một dấu mốc quan trọng đánh dấu cho sự mở rộng quy mô của hệ thống này. Ở iGEM Learning hiện nay thì là có một cái chuyển đổi rất lớn là chuyển cái việc dạy học là truyền thụ kiến thức, lấy học sinh làm trung tâm và phát triển tối đa năng lực của học sinh trên 3 mảng lớn. Thứ nhất là tiếng Anh, thứ hai là tự nhiên xã hội, thứ ba là tư duy toán. Thế để làm được như đấy thì iGEM Learning đã tham khảo các giáo trình của nước ngoài và tự xây dựng cho mình giáo trình rất là công phu và rất là hiện đại. Mỗi một giáo trình như vậy thích hợp với từng lớp, với từng học sinh. Và mỗi giáo viên khi lên lớp thì đều phải soạn bài rất là công phu, rất là cẩn thận để truyền tải được tất cả những cái nội dung đó đến từng em. iGEM Learning đã phát triển nền tảng toàn diện và bền vững về ngôn ngữ Anh, kỹ năng xã hội và tư duy toán dành cho các học sinh từ cấp mẫu giáo đến phổ thông. Nằm trong mục tiêu lan tỏa giá trị, hướng đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống đào tạo hàng đầu Việt Nam,